gần 40 năm sinh sống, từ ngày được mở đường rồi đặt tên đường thành đường Trần Thái Tông, cô Phạm Thị Bích Đào cũng là một trong những hộ đầu tiên sống tại khu vực này. Có lẽ vì vậy nên cô đã quá nhiều lần chứng kiến đường phố đổi thay. Trước là lát gạch đỏ, bây giờ là có cái chế độ trả giúp cả bên nào tài trợ không biết nữa, nhưng mà có nghĩa là giờ lát như thế này là đường khá, nó sạch sẽ lên, nó khang trang lên. Tất nhiên là người dân nó vui và phấn khởi lắm. Các cháu nó đến nó xin nước là tôi vẫn sẵn sàng cho khả năng mình giúp đỡ được. Các cháu xây dựng đến đâu là mình làm theo được đến đấy. Trên các vỉa hè mới đều có đoạn đường dẫn dành cho người khiếm thị. Điều này được người dân cho là rất văn minh. Các cửa hàng kinh doanh trên phố Trần Thái Tông đều có phần bị ảnh hưởng, nhưng đa phần người dân rất ủng hộ việc lát mới vỉa hè. Ở địa bàn chúng tôi thì có cái trang Zalo của tổ dân phố, thì tôi thông tin cho bà con nhân dân ở cái tuyến đường này nắm được cái tiến độ để thực hiện cái dự án, để cho người dân phối hợp làm sao không ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của người dân. Từ cuối năm 2016, nhiều quận đã cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên, dự kiến có thể sử dụng 50 đến 70 năm. Tuy nhiên, cứ đến dịp cuối năm lại phải nâng cấp. Không chỉ riêng đường Trần Thái Tông trên địa bàn Hà Nội, một số tuyến phố như Giảng Võ, Đặng Văn Ngữ vẫn đang tiếp tục thực hiện việc cải tạo, lát đá mới cho vỉa hè. Tại Hồ Trung Tự, việc cải tạo, làm mới vỉa hè được thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến nay đã được hoàn thiện đến hơn 90%. Từ lúc công trình hoàn thiện thì được cái sự hưởng ứng nhất của những người cao tuổi và các cháu nhỏ, được có cái sân chơi, vui chơi, cảnh quan đẹp, hóng mát, sạch sẽ, thì rất là cảm ơn chính quyền đã quan tâm đến những người cao tuổi và các cháu nhỏ được sinh hoạt nó thoáng mát, sạch sẽ. Tiếp theo đó, 15 quận, huyện, thị xã đề xuất lát đá vỉa hè cho gần 300 tuyến phố. Đến nay, vỉa hè 255 tuyến phố đã được lát đá tự nhiên, tập trung ở các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ. Chúng tôi thiết kế cải tạo đồng bộ, chỉnh trang về hè đường, cây xanh, chiếu sáng và đặc biệt là lắp đặt các cái thiết bị thể dục thể thao, trồng bổ sung các cái hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, qua cái khảo sát cái nhu cầu của người dân và từ đó là đưa ra các cái phương án cải tạo chỉnh trang hướng đến cái mục đích là đảm bảo về cái tạo một cái không gian đô thị, cảnh quan đô thị đẹp cho nhân dân trong khu vực cũng như cái cảnh quan chung của toàn quận. Theo các chuyên gia, vỉa hè cũng cần được thống nhất định kỳ, được sửa chữa, bảo dưỡng nhất định. Việc sửa chữa vỉa hè các đơn vị liên quan cần thông báo trước và có sự đồng bộ về thời gian, tránh tình trạng kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mặt khác, để tạo cảnh quan đô thị khi vỉa hè đã hoàn thiện, người dân cũng cần giữ gìn ý thức vệ sinh chung, không đỗ xe hoặc bày bán hàng quán lấn chiếm vỉa hè.